Cuối cùng thì chính phủ đã sẵn sàng để phát 6.000 tiền mặt cho người dân. Tuy nhiên nhiều người còn chưa hiểu rõ đối tượng được lĩnh và cách lĩnh tiền. Chính vì vậy, chính phủ Đài Loan đã công bố đối tượng được lĩnh bao gồm công dân Đài Loan có hộ tịch, công dân Đài Loan có quyền cư trú nhưng không có hộ tịch, người nước ngoài có thẻ cư trú vĩnh viễn, vợ hoặc chồng của công dân Đài Loan và sau cùng là nhân viên người Đài Loan được cơ quan cử đi nước ngoài và để tránh tình trạng gây tắc nghẽn hệ thống, chính phủ sẽ áp dụng năm cách lĩnh tiền và thời hạn lĩnh khá dài ít nhất là trên 6 tháng. Ngoài ra cần lưu ý khi đã hoàn tất đăng ký chọn một cách lĩnh nào đó thì sẽ không thể sửa đổi được nữa. Nếu bạn cứ thử đăng ký tiếp các phương thức lĩnh khác thì sẽ bị hệ thống chặn lại. Cách tiện lợi nhất là lên website đăng ký để nhận tiền trực tiếp bằng tài khoản, chỉ cần nhập số thẻ căn cước, số tài khoản ngân hàng và số thẻ bảo hiểm y tế và từ ngày 28 tháng 3 bắt đầu có thể kiểm tra xem tiền đã vào tài khoản hay chưa. Nhưng vì sợ bị nghẽn mạng nên trong năm ngày đầu từ 22 đến 26 tháng 3 sẽ phân luồng áp dụng theo số cuối của giấy tờ tùy thân. Còn từ ngày 27 tháng 3 trở đi, bất kể số cuối giấy tờ tùy thân là số mấy đều có thể đăng ký. Ngoài ra cũng có thể chọn các phương thức khác như tự đi lĩnh bằng ATM, lĩnh tiền mặt tại bưu điện. Thì tương tự cũng cần chuẩn bị các loại giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước, còn những người không cần đăng ký mà vẫn được nhận tiền trực tiếp qua tài khoản ngân hàng là nhóm lúc trước thường xuyên lĩnh các loại trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí. Còn đối với những người dân ở các khu vực xa xôi, vì không có ATM hoặc bưu điện thì có thể xếp hàng tại đồn cảnh sát địa phương để lĩnh tiền theo danh sách. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thanh Hoa cho biết đối tượng được lĩnh gồm cả trẻ sơ sinh ra đời từ trước cuối năm nay và sẽ gia hạn thời gian lĩnh dài hơn đến cuối tháng 1 sang năm. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng nhắc nhở trên mạng xuất hiện rất nhiều website không rõ nguồn gốc Người dùng cần thận trọng kiểm tra để tránh đăng ký nhầm, không những không lĩnh được tiền mà còn bị rò dỉ thông tin cá nhân.